Là Phật, hôm nay ngày 13 tháng 4 thứ bảy, mấy thầy trò lạnh quá. Bữa nay nhiêu độ ở núi Thiên Long Sơn ta? Bữa nay 45 độ. 45 độ Việt Nam là nhiêu? Tổng ở Việt Nam là nhiêu độ? 46 độ, hiện giờ là 46 độ. Mà trên núi khoảng 40 độ của Mỹ. Trên vết Việt Nam là nhiêu độ con? Con quay chị Yến. Dạ. Chị quay. Hôm nay ngày 13 tháng 4, núi Thiên Long Sơn khoảng 40 độ. Ép thầy trò lạnh quá, chui vô đây uống nước trà, ăn cơm. 7 độ C. Khoảng 7 độ C, hiện giờ khoảng 7 độ C. Hiện giờ trời ở ngoài cũng ưu ám, không phải mưa mà lạnh 7 độ C. Thì có duyên mấy thầy trò ngồi đây ăn buổi cơm mì. Đó là mì xào tàu hũ với ăn bánh donut của Mỹ. Ở Việt Nam ai mà làm bánh này cũng giàu á. Thì cái bánh này sáng uống cà phê ngon lắm. Mà người Mỹ người ta quen rồi. Tôi lớn lên ở Mỹ từ nhỏ cho nên ăn sáng donut với cà phê đen phải không? Tại vì người Mỹ người ta khác hơn Việt Nam. Việt Nam uống như gì Phúc Long hay là Vũ gì á, Trung Nguyên gì đó. Thì cà phê đậm ngọt đó, uống phê phê phải không? Còn này Mỹ người ta uống cà phê lạt lẽo, đắng. Các ta ăn bánh vô rất là văn minh mà bình thường, không có bị ép tim á. Trời ơi, uống cà phê Trung Nguyên vô ép cho chết. Phụ sợ mấy cái ép tim lắm. Tại vì cái thủ là chicken mà thỏ mà gà mà trứng rồng chưa có nở cho nên còn lăn chết ngát lắm. Để rồng nở ra đi rồi sao cũng được. Nên trứng rồng chưa nở cho nên ai muốn đá qua đá về đá kiểu nào cũng được, nhưng mà rồng vẫn là rồng. Không có nở thì trứng gà được rồi, chắc sửa nở rồi hả. Thì mấy trò có duyên ngồi đấy mới có cái ăn bình thường. Mọi chuyện vui vẻ. Hôm nay chỉ có hơi lạnh thôi, không biết mấy đệ tử trên núi đọc kinh chút nữa xuống hả? Con đã thấy nhé, những lời của mấy vị nói có nghìn năm nay á, tháng 3 vào tiết thanh minh, nghe là tháng 3 đúng không? Cái gì bữa nào lâu ra cái bài đó nhìn sao vậy? Cái bài của Thánh Mẫu là tháng 3 vào tiết thanh minh á. Thì bữa nay ông thấy là nhật thực cũng là tháng 3, hiện giờ là mùa thanh minh, rồi Bắc Hàn, Nhật, còn thấy thêm Mỹ. Bữa nay là Tàu, sáng nay thì thấy tin tức là kéo quân ra ngoài đó quá trời nè, đang sắp sửa nghênh chiến với Bắc Hàn. Cái thế giới này khi nào mà đói, khi nào mà không còn ai nói ai nghe nữa thì là gì? Chỉ là dùng vũ lực thôi, cũng giống như nhà mình vậy đó. Bị hết ý hết lời với chồng mình thì phải là bắt đầu giật. Tâm lý trước phải không, im trước phải không, dọn cơm thảy cho chồng ăn, nó không ăn nó là cái mình đi vô phòng phải không, người ngủ giường, người ngủ sofa, thì mấy cái hiện tượng nó sẽ xảy ra trước. Rồi xong lúc đó cái bắt đầu tới cự xong bắt đầu lên tới vỏ mồm phải không, vỏ mồm không được nó là hét phải không, là hét không được rồi bắt đầu nổi xung thiên lên, đập cửa, đập chén, đập đũa phải không. Thì chiến tranh nó cũng y như là gia đình chúng ta vậy đó. Lâu nay là đã qua hết mấy động tác đó rồi, bữa nay là bấm nút rồi. Thế ba, màn chiến thế ba. Tháng 3 vào tiết thanh minh, cõi âm giác mở, phong linh ba màn. Thế nghe là bữa nay, vô đây mà đi xa, ngồi ăn cơm nè con. Lâu vô đây cho nó ấm, ngồi ăn cơm. Thì con thấy bữa nay là Tết thanh minh của Việt Nam mình á, là tháng 3. Ngày xưa chị nói mà
người cũng cùng một lúc chiến tranh. Thằng A Răng bữa nay là sắp sửa nó đem 100 cái vàng bỏ tiễn, nó sắp sửa nó nẻ do Thái. Thì con thấy là cái bài này là đúng. Hồi tuần rồi cái hội kêu mấy đứa nó bỏ cái bài này lên á, tháng 3 giờ tiếng tinh minh đi chen luôn. Tháng 3 giờ tiếng tinh minh, cõi âm giác mở, phong linh ba màng nè, khinh thiên đột giác tràn phan nè, đông du hải hội trời ban phong thành, tức là phía miền đông á chiến tranh á, trời ban phong thành, bắc hàn lục quốc phân tranh. Sáng nay Trần Nhật Phong có nói là tàu Nhật tàu Mỹ Nam Hàn bắt đầu tạm mấy tàu hải quân lắm, tàu chiến của ba nước bắt đầu kéo binh ra, kéo ra rồi đó. Bữa nay Bắc Hàn lục quốc phân tranh, chiếu binh sĩ bại, Nam phần định phong. Bắt đầu sẽ hết nói bằng miệng được là phải dùng vũ lực phải không? Lúc đầu honey rồi ăn cơm tối rồi dinner rồi bây giờ là dẹt luôn, chén đũa rồi khoan rồi bắt đầu xối xả là làm nên chiến mà giờ đây ăn cái nào đến nào ăn được gì chứ ăn bắt đầu Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kêu binh sĩ bại, Nam phần định phong, sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng mà đi, lưỡi bò cắt ngắn tư duy. Nói chung là bài này nó vậy đó, sắp sửa lưỡi bò nó cắt ngắn. Mấy con gà á, mình sao cái sàng lọc của họ Thiên chúng ta bề trên mới chọn, tại vì khi hộ rời khỏi Thiên Long Sơn á, phải những ai là người bảo quản núi, ai là người thập tâm với núi. Thì bữa nay mình đã qua 8 ngày. Ngày đầu tiên á, sư phụ là với anh Bắc, với chị của sư phụ Lãnh Mẫu Liễu Hạnh, với mấy chị dị đông lắm, họp ở trong này. Mấy gì nói 100 triệu dân á, đang chờ thái tử về không lo. Lo chuyện cắm mấy chục đệ tử lao nhau đại khái bị mấy gì la. Cái là sư phụ sắp sửa đi rời khỏi Thiên Long Sơn đi về nước Việt Nam là 100 triệu dân đây không lo, mà lo chuyện của mình. Rồi cái mấy vị còn nói là đi cán bộ mà nó đặt công vô 5 năm nay trên núi mình á, nó quay hả, nó quay từ lúc mà đi tiểu đi tiện, nó quay cái gì nó cũng quay, bị mũi nó cũng quay, nó sẽ làm một cái cuộn phim để nó bôi nhọ danh dự của thái tử. Mà không phải chỉ riêng thái tử, chỉ là tất cả luôn, con rồi nó quay luôn mắt nữa. Nó quay everybody. Rồi đó là một cái vũ khí cuối cùng, khi mà những cái ác sẽ qua, đảng cộng sản sẽ sụp đổ, thì nó không có muốn phụ về nước thì nó phải làm một cuộc phim dài vậy đó. Cho nên mình sắp sửa có cuộc phim rất là hay, thưa đang chào đón. Thì ngày đó là ngày nó tuyên bố là nó thua chúng ta, nó thua cha rồi, cha tính đúng chứ nó tính không có đúng. Thì là cái vũ khí đó là vũ khí cuối cùng của họ, đó là những cuộc phim mà nó bôi nhọ đó. Thì tiên truyền mà cộng sản nó chỉ có cái miệng thôi chứ đâu có gì. Thì nhưng mà là cái quan trọng nhất, nó không phải riêng mình sư phụ nha, nó quay hết tất cả. Tại vì ví dụ như con Mỹ Liên hay Yến hay là anh Bắc hay là anh Thương hay là anh Thu Ba hay là con Thu Ba hay con Sương hay con Thị Trang, mà một đứa thôi mà làm tầm bậy nó cũng quay rồi là đánh. Tụi mày là Thiên đúng không, tụi mày họ Thiên đúng không, là đánh sập Thiên Long Sơn. Nghĩa là bất cứ người nào. Cho nên đó là lý do tại sao cái bài thi mấy tuần nay là vậy. Không phải riêng mình sư phụ, mà chung hết. Thì nó đang làm cái cuộc phim, nó đã làm gần xong rồi. Gần 5 năm nay một người như sư phụ mà lên trên mạng truyền thông mà nói chuyện, rồi chấp nhận cho nữ cán bộ sát bên nách mình gần 5 năm. Thì con nghĩ bao nhiêu chuyện mà behind the scene mà nó không quay lén và thâu băng lén thôi, hiểu không? Có là sư phụ chấp luôn, bình thường thôi. Cái quan trọng nhất là 1000 gái mà yêu sư phụ hay gần sư phụ, mà cái lòng của sư phụ là tim của sư phụ là kim cương, sư phụ không có gì thì đâu có gì. Từ nhắn tin hay là từ lên xe sư phụ, sư phụ có điều luật 3 đứa mới được lên xe sư phụ, ít nhất là 2 đúng không? Hồi xưa giờ cái luật đó còn bao nhiêu 7 trội sư phụ né mìn
đủ kiểu. Chỉ có cái là cái tâm của hàng đệ tử các con phải vững như bằng thật, phải tin cha, tin mẹ, tin Đức Phật để mình mới là hoàn thành xong cái nhiệm vụ này. Nó chỉ là một cái bài thi dở lòng chút chút thôi, có thù không có gì hết. Nhưng mà có những chuyện như hồ làm á, là hồ cần phải nhẫn nại, phải đúng thời gian. Hồ nhịn cũng 5-6 năm rồi cũng biết không, nhưng mà hồ không biết lúc nào cần phải làm gì. Hồ bị hàm oan, giống như mà thường thường đứa nào mà khôn á, mà để ý những cái lời của hồ nói giống gì nè. Giống như ngày nhập thất, thì hồ nhập thất 2 tuần thì đức thầy về nói chuyện. Lúc đó sư tổ nói chuyện, con sắp sửa bị hàm oan á, con chỉ cười thôi, y chang đó không. Mấy con coi đi, cái lúc mà thường mặc áo chàng ngọn đó thì mấy vị nói sao mình nói như vậy. Rồi cái bữa cha ngày lễ mình cũng buổi mà 19 tháng 2 á, cha cũng dặn tất cả mấy đứa con phải có lòng tin, tin thuộc với tin cha, một đường mà mình đi thôi. Đó thì tất cả mọi thứ nếu mình nghe đó, từng mà nghe clip hay là có những cái clip rồi đâu có bỏ lên kênh chính là document, thì giống như lâu lâu bỏ lên nó để cho hậu thế review lại thôi. Còn mấy kênh chơi như quay thêm rồi đó, cái hồ ít nó dòn lại đó, tại nhiều quá thôi không có men nổi. Cho nên từng rồi thì mấy đứa nó quay thì bỏ lên thôi, nhưng mà cũng có nhiều người biết. Còn lên trên cái phụ á là cả thế giới, tại hiện bây giờ bên Trung Cộng hay là những cái Phật giáo hay là Công giáo hay là Cao Đài, những cái đó người ta chỉ biết kênh sư phụ thôi, người ta download xuống những cái đó để người ta học hỏi và lấy information. Tại sao năm nay có thằng nó mặc đồ đời mà nó nói gì cũng trúng, phải không? Thì nó nói nó là thế này thế nọ, rồi người nhảy ái xanh thế này nọ, họ phải nghiên cứu. Thì cái kênh sư phụ là để cho những cái người đó họ làm tài liệu. Còn kênh mấy con á là giống như một cái announcement vậy đó, một cái thông báo. Tối sư phụ là như thế nào từ đầu tới ngày hôm nay cũng vẫn vậy, không có gì thay đổi. Còn tâm của sư phụ công dạy dỗ biết nhiều đứa. Đây là Thiên Văn đệ tử đại tỷ tỷ đầu tiên của Hòa Thiên, giờ có làm sai làm đúng cũng là suốt đời, cũng là đệ tử sư phụ, cũng có lúc làm sai, hôm nay đúng, cũng làm sai mấy năm á giờ mới quay lại. Rồi có những lúc trước á cũng bị mấy đứa hiếp đúng không, à đại tỷ mà bị em mình không hiếp đúng không, phải không, quá trời lắm. Thì nó có đại đi rồi không sao. Thầy trả lời thôi sư phụ. Bây giờ nó là cuộc đời của tu hành chúng ta đó, mà không có thử thách thì nó không gọi là tu. Không có bài thi thì không gọi là đi học. Nếu không có bài thi của mấy tình rồi sư phụ đâu có biết đứa nào như thế nào, con hiểu không? Mà thí dụ như sư phụ không thương á thì sư phụ đã lên trên cái đài này sư phụ tuyên bố đứa nào cái gì cái này chuyện nội bộ chút chút. Tất cả sư phụ vẫn thương ăn chen hẹn xương, sư phụ cũng vẫn bình thường. Sư phụ nói qua 3 ngày là quên mà cũng ngon á. Về nếu mà đừng có còn cái ngã đó thì sám hối đi, cũng vẫn là cái cổng liên sân vẫn mở, sư phụ vẫn mở rộng vòng tay. Anh Bắc, anh mới về nhắn tin nè, anh đang bận, anh làm chút một chút cũng lên. Sư phụ anh Bắc vẫn là bình thường, không có gì hết, không hiểu không? Nhưng mà với cái một người lãnh đạo như hụ vậy, khó mà có thể chiều được. Mình có 5-7 nghìn đệ tử ở Hải Ngoại, on and off, cứ tới lui hàng ngày, gần 7 nghìn á. Rồi ở Việt Nam mấy chục triệu người, một người như sư phụ mà mấy cả vùng này của mình, đệ tử gần nhất là gần 100 đúng không? À mà làm sao sư phụ làm cho một cộng 100 đứa ở đây mà nó hiểu được sư phụ? Đứa ở trình độ như vậy, đứa ở trình độ như vậy, đứa như vậy, rất là khó. Một đứa thì nghi sư phụ, một đứa thì thương sư phụ, một đứa thì không có tu, một đứa thì biết tu, một đứa thì nói chung là đứa nào cũng là người tốt hết. Cho nên rất là khó. Khi mình đã thương cha thương mẹ thương thầy mình rồi thì mình cứ nhắm một đường đi. Hồi xưa có ông Châu Lợi Bạn Đà đó,
ổng rất là bình thường, nhưng mà một lòng ổng ổng không có suy nghĩ, ổng không có gì hết, thật nói gì hết là ổng cứ làm đúng và ổng thành thật. Còn Bồ Đề Đạt Ba hay là những cái người mà lý luận hay là nghi ngại nhiều á, cuối cùng và bị rớt. Này đang ăn mà nói clip, ăn nói kiểu này đâu ăn mà ngưng á thì clip này nó chưa nhiều chuyện nói lắm, nhưng mà đại khái là rồi gấp về Việt Nam thì mấy con cũng ở đây này, cái gì nói 100 triệu dân ở bển đang chờ cho hụ ở đây, mấy con phải qua cái này gọi học hỏi thương nhau đoàn kết. Tôi chỉ biết một điều này, cái khúc này quan trọng, từ đây cho tới long time, rất là lâu luôn á, dùng chữ rất lâu thôi con, tại chữ cũng quan trọng lắm, sao nó cắt khúc nó nhắc tới nhắc lưu hoài. Từ đây, từ hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2024, Thiền Long Sơn, Thiền Long Thổ, Thiền Long Giang rất là lâu sẽ là sóng lặng gió im, không còn gọi là giống như bữa giờ nữa, con hiểu không? Là tự vì đó nó có cái nguyên nhân của nó, mà cái lúc trước giờ mình bị như vậy là nó cũng có cái nguyên nhân, cái gì nó cũng có cái tốt và cái xấu của nó, chỉ có những người lãnh đạo mới biết được thôi, giống như Hùng mới biết được mà không khó giải thích đây lắm. Thì thường chỉ biết được từ nay Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, nhà nhỏ, nhà bự Thiên Long Thổ sẽ rất là im dịu, không còn có chuyện gì hết. Everybody sẽ smiling every day. Sẽ vui vẻ. Thì con nè, con kêu hết nhóm đệ tử, em của con đó là mấy đứa ngày xưa giờ về hết. Thì Linh, Văn, đó mấy đứa ngày xưa. Tại tụi nó ngày xưa qua đây nó học nhiều. Con nó đang quay á. Thì đứa, tất cả đứa nào cứ là họ thiên thì làm cái núi này là của chung, ai cũng có thể là chủ cái núi này hết, miễn họ thiên là làm chủ. Bây giờ là chủ chính là ai ta? Mỹ Tiên nó bài sáng lên này đọc kinh được mấy người đang vui chỗ nào không biết à, bài sáng lên nó đọc kinh nhỏ xiên dễ sợ lắm mà không biết nó xiên được bao lâu. Hồi xưa nó cũng xiên lắm, cậu nó nghe anh đi mấy gia đình đó đọc mấy năm á, mà giờ cả năm nay nó bỏ cuốn kinh, nó không thèm đọc. Đấy, xưa dù nó đứa nào mà bền gan bền trí mới là số 1, còn có một khúc rồi không biết là nghe đi về trời cũng giống như con học từ mẫu giáo mà ra đại học rồi còn phải đi học nghề thêm mấy năm nữa, phải bền gan bền trí. Nhưng mà không bền là chuyện về cũng hơi khó. Ok, tắt rồi để Thu ăn xong rồi nói tiếp. Mình chút rồi con nói lại. Để cái này nó nguội rồi. Biết nói gì đây 7 độ C lạnh quá. Lạnh quá nó cứng lưỡi luôn hả? Mới nói nữa. Này nói sao lạnh dễ sợ ta. Khép lại hay hơi đi. Ôi trời, thầy tưởng nó bộ xương rồi. Sư phụ, con ở bên Việt Nam mới qua mấy bữa giờ. Dạ, dạ. Ở Việt Nam qua ở đâu? Tỉnh nào? Dạ, con ở tỉnh Bến Tre. Bến Tè à, Thưa cũng ở Bến Tè á. Bây giờ nhớ con tên gì? Nguyễn Đông Hạnh, con tên Ngò. Ngò hả? Chứ không phải là Hạnh hả? Thiên gì? Thiên Thị Ngò. Thiên Thị Ngò. Dạ. Con Thiên là 2000 tới giờ. Thì con để cho đi về anh em. Bước vô về trường làm khó mệt. Dạ. Thiên Thị Ngò, còn chú hộ tên là Thiên Thị Hành. Đó, bà già đặt vậy cứ để vậy luôn. Hành Ngò. Dạ. Mấy giờ quê đặt tên Ngõ, nhiều lúc đặt tên
Chỉ làm ăn của anh ngon đó chứ bộ. Lên núi diễn ngoài có bằng thiên thường lắm. Ờ, thiền linh lắm á. Dạ, bữa có con gì nó về đó là chỉ đi theo qua đó. Đều đi luôn linh đó. Nói con thiền là nơi linh thiêng của nước Việt trong lúc này. Dạ. Bây giờ thí dụ như bà Trương Mỹ Lan mà bữa nay có án tử hình phải không? Tại nó giết người diệt khẩu phải không? Mà bà mà muốn thoát chết á, kêu con bà lên điện thái ông thiền á, đặt bàn khấn xin sẽ qua. À, mấy cái nhân vật này chỉ có chờ cho hộ về cứu là ngoài cho hộ ra không ai cứu nổi mấy người này hết á. Mà lòng lửa không vậy? Hộ nói trước mà. Thời tận thế khảo. Con lên bữa 16 con cúng ở tan tại vì hồi năm rồi như cũng cúng 16. Cái hỏi ý là 16 rồi con lên cúng lên gặp cô Linh. Rồi cổ nói cái con muốn đi năm rồi là, mà con đâu có đi được. Mình quê mà đâu có đi được. Cái cổ nói con giỡn, cái con theo cô luôn. Nay qua bữa nay hai bữa ba bữa rồi. Là ở nhà cô ngon hả? Dạ. Dạ cô Loan giỡn lên này. Vậy là khôn á. Xin sư phụ và chị Lý cho con hỏi chị Linh làm con quả. Con lên làm con quả. Má con tên gì hùa nè ta? Sinh. À, thiên sinh á. Lên đây gần 5-7 năm rồi không? Cứ lại tối ngày cứ gục lên gục xuống á. Rồi sắp thành bà tiên rồi. Cho nên cái đó sẽ thành bà tiên xong. Bây giờ con làm bạn với bà tiên còn tại thế. Thì cái bà tiên đó sẽ dẫn con đi đường á. Thầy người mà đi vượt biên được, mình biết đường vượt biên á, dẫn lên. Má con đọc trên lầu, tụi con đi làm chỉ ở dưới đó chỉ đọc 3 cái kinh nào với sư phụ. Dạ. Con với tụi con lúc có nhà đọc ngày 2 lần, một lần 2 lần lúc nào cũng vậy, không có bỏ. Hồi năm mà sư phụ ra kinh tới giờ, không có bỏ. Dạ. Giờ mới có phước ngồi ở đây nè. Dạ. Không phải ai mà dễ gặp được sư phụ đâu, ở Mỹ nữa. Sư phụ cho con ở với Thiên Long Thổ, con lên đây cúng mẹ. Rồi con làm công quả tới ngày con về. Ủa Thiên Hải đâu ta? Thiên Long Thổ, sư phụ không có điều khiển. Có Thiên Hải, con hỏi Thiên Hải. Dạ. Thiên Long Thổ có hai nhà, cái nhà nhỏ đó thì và 7 chỉ huy. Dạ. Phải không? À, còn cái nhà bự thì Hải. Sư phụ không có nói yes hay no, hỏi hai người đó. Dạ. Sư phụ nghĩ là Hải sẽ ok. Dạ. Hải là everything ok. Tại nghĩ chỉ ở đây. Hải là dễ lắm. Bảy cũng là ế mà tinh, bảy cũng sẽ ok. Cô biết cô làm không vậy? Đại tỷ. Cô nguyện mà đây là sắp sửa dọn dẹp ở chỗ cái chỗ ở dưới đó. Để gì mà con với cô. Cho nên thiên bảy với thiên hải là ế mà tinh ok. Sư phụ cũng ế mà tinh ok. Chuyện có động trời động đất. Có sập trước mặt cho vô cũng cười he he, everything ok. Thì nó cũng là ok đúng không? Không ok cũng không được. Nhưng mà đối với vô không có gì mà không ok. Xuống trần này chẳng có cái gì là của thiên tướng kiệt này hết. Chỉ là một nhiệm vụ đóng một màn phim. Thì phải cho đáng một cái vai. Vai chính thì đóng đáng vai chính. Vai phụ thì đóng đáng đúng vai phụ. Vậy thôi à, đóng xong rồi đi về. Bye bye nghe, cái thế giới ta bà này ô trượt tâm chúng sanh chập chờn nhiều màu nhiều sắc này họ thấy thì học hỏi mà cái này là một cái trường lớp này gọi là trường lớp đáng phải học nhất hơn tất cả các trường lớp trên thế giới này. Giờ con học cái trường lớp thành ra phi hành gia nữa cũng không bằng học cái trường lớp ngay cái nơi này. Cái trường lớp mà đọc kinh Thiên Tâm, cái trường lớp mà học để rọi rửa cái linh hồn mình, cái trường lớp mà để học mà về trời á, làm con người mình phải học làm thần, làm thánh, làm Bồ Tát về trời, chứ không có thể nào mà mình cứ lo đi kiếm tiền ăn người ngủ rồi ăn sân người si rồi bảo thủ ái người thủ thương gì quá mình thủ, rồi cuối cùng mình cứ lăn hồi trong cái lục đạo này mãi. Thì sư phụ là người xuống đây để chỉ một cái công thức mới, đó là đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo. Đúng đời là như thế nào?
Đúng rồi, là chúng ta cứ đi làm bình thường, lên chức lên lương, và đồng thời chúng ta khi vô việc làm đó, mình không có ăn gian giờ của chủ. Cái nào đúng overtime thì mình overtime. Có nhiều người assembly vô á, cố tình làm chậm lại, cái lấy tiền overtime, cái đó là không có đúng với họ thiên chúng ta. Và ví dụ như mình làm nghề với neo thì mình để cái giá trước cửa nhiêu thì mình ăn đúng nhiêu. Thấy người ta giàu để học sòn bự chặt người ta cao, không có lên. Cái gì đúng cái đó, nghề cho đúng nghề, thợ cho đúng thợ, làm vợ cho đúng làm vợ, làm chồng đúng làm chồng. Rồi chúng ta không có đời thì tiên, mà chúng ta là thiên đạo, khác hơn Phật đạo, khác hơn những cái đạo khác. Chúng ta là đạo thờ, chỉ thờ một vị duy nhất, đó là Độc Giác Thần, đó là Thượng Đế. Bên Công giáo cũng thờ Thượng Đế, nhưng mà họ không có biết cái linh hồn luân hồi sanh tử. Thì họ là lớp trung học đi, mình là đại học. Thì hôm nay cái Thiên Tam là nâng cái cấp của bên Thiên giáo lên. Mình không có giống như Phật giáo, tất cả buông bỏ, u rũ. Mình không có ba chiếc xe, rồi chiếc xe thứ tư người ta xin mình không cho là mình phá giới. Mình có 4 chiếc, rồi của tôi 4 chiếc, vô có giỏi vô đi làm, đúng không? Thì chúng ta khác hơn, rất là khác xa. Và chúng ta tin là cha của chúng ta là Thượng Đế, là người ban ra cái chân linh, là cái tánh khôn, cái thần hồn của chúng ta. Mẹ của chúng ta đứng đó là cho chúng ta cái vía, cái bóng, bóng là gọi là bóng ma. Thì hai cái thể đó cùng với cái thể của con người là họ Nguyễn họ Trần, tức là cha mẹ ruột của mình á, sanh ra cái này là mình mượn cái bào thai mình chui ra thôi, mình đừng cho đó là quan trọng. Cũng quan trọng, mình phải trả hiếu, tại không có bào thai mình không có thân người, không có thân người lấy gì học. Bây giờ con làm con ma ba vòng vòng á, con ma đâu có tiền đâu đi làm từ thiện, mình sao biết con ma này tư bi hay không? Mà con ma có ai nói con ma giàu đâu giờ, con ma nghèo, con ma đói, con ma lạnh, con ma khổ, đúng không? Đâu có ai nói đâu. Còn chúng ta có thân người, chúng ta có cơ hội làm tiền, thì chúng ta có cơ hội để chia sẻ đồng tiền chúng ta để mà làm cho cái tâm chúng ta buông bỏ bớt sân bớt si. Thì đó là cha với mẹ, là hai vị tối cao nhất trong vũ trụ, có quyền thưởng và có quyền phạt. Đạo Thiên chúng ta là đạo sau này sống ở đời phải giàu có, phải làm một người lỗi lạc, phải giữ tứ trọng ăn, đó là ân trả ơn đồng bào tổ quốc. Và chúng ta phải trung thành với quốc gia của chúng ta. Chúng ta phải biết cái chuyện gì xảy ra quốc gia chúng ta. Chúng ta phải biết lo khi chúng ta làm chức cao, chức lớn không có được tham nhũng, rồi chúng ta mới tu. Chứ không phải chúng ta thấy cái quốc gia mình nghèo khổ rồi bỏ mặc kẻ ác ăn hiếp giống như là rắn, để rắn bê trứng gà vậy đó. Không có nên. Rồi từ đó chúng ta mới tu thành Phật được. Chứ còn mình, còn những cái bên kia, bên Phật, họ nó là cái đó là nghiệp, cũng có nghiệp. Nhưng mà nghiệp nó mà mình thấy cái xấu mà mình không có chỉnh đổi là mình cũng có một phần không đúng. Thiên tâm là, thiên là trời, tâm là Phật. Pháp thì pháp Phật, một cái công thức Phật. Nhưng mà thờ thì thờ trời chứ không có thờ Phật. Đó là đạo Thiên Tâm. Thì nó mới thống nhất được cái thế giới này, lưu truyền nhiều nghìn năm sau khi Sư Phụ về trời. Sư Phụ là con của cha, là người duy nhất ở cái quả địa cầu này sống hai thế giới, tiếp xúc được hai thế giới, sinh hoạt hai thế giới cùng một ngày, cùng một giây phút. Sư Phụ là người rất là đặc biệt. Lời nói Sư Phụ không bao giờ nói cái gì gọi là giọng ngôn, hành động cũng vậy. Hành động, lời nói, suy nghĩ đều là có lợi cho nhân sinh không à. Chỉ cái nước Việt có phước, Sư Phụ nói tiếng Việt. Nhưng mà thật sự Sư Phụ đầu thai xuống thế gian này là cho cả cái quả địa cầu này. Những gì Sư Phụ nói 5 năm nay, từ từ Biển Đông dậy sóng, đối chiến màng 3, Trung Cộng chia 5, 6, 7,
chiến tranh sẽ lan ra từ Trung Đông rồi tới Á Châu, nước Việt sẽ thay đổi một cách màu nhiệm. Nước Việt sau này sẽ có vua và dân sẽ có tiếng nói, sẽ có hội Long Hoa, hội Diên Hồng, hội Anh Tài. 6 triệu người Việt Nam lưu vong khắp hải ngoại, thường Đức Thầy gọi là 6 triệu chim hiền đó. Bà trên kêu là 6 triệu chim hiền không à, mà trong đó thôi thật cũng thấy có chim dữ nữa đó, chứ không phải hiền không đâu. À, này, thì mấy vị nói là 6 triệu chim hiền này á, gửi ra hải ngoại để học khôn, có chất xám, đó là tài nguyên phong phú của quốc gia, sau này để mà giúp thiên tử về gây dựng lại một thành một cường quốc. Tại vì ở khắp năm châu đem kiến thức của năm châu về thì ai đâu chịu nổi. Trời ơi, lúc đó thế giới nó quỳ nó lại. Thế giờ người bên Úc đem chuyện giỏi bên Úc vô nước Việt, người bên Anh đưa vô nước Việt, người bên Na Uy, người bên Đông Đức, Tây Đức, người bên Mỹ, người Cali, người New York. 6 triệu người, mỗi một người đem về chỉ cần 10.000 đô la thôi, mà cứ đi vô đây ra, tự mình làm một cái nền kinh tế khổng lồ của mình rồi. Chứ đừng nói hành chi mà mấy thằng Mỹ nó chạy theo cả mình là có chắc xám chắc khôn, mà mình là 6 triệu ở Mỹ nữa, mình còn hơn, mình được phước hơn người Do Thái thời xưa gấp vạn lần. Thì cái đó không phải là ngẫu nhiên mà có, đó là do cũng là cha sắp đặt chúng ta mới ngồi ở hải ngoại này. Ngày xưa đó, ngày mà sư phụ còn lặn hụp ở ngoài đồng ngoài ruộng, năm 1979, đen như miên, trời, nhìn không biết thằng này là người Việt Nam. Tại vì tối ngày trời mưa, cũng có quần xà lõn ở trần, mặc áo nước nó nhiễm ướt mà bệnh sao, ở trần quần xà lõn cấy nè không, rồi biết gặt lúa nữa nè không, rồi cứ tối ngày ngoài đồng vậy đó, mưa nắng gì cũng vậy, không ai nhìn ra sư phụ là người Việt Nam. Rồi cái có một ngày buổi chiều đó, cái má của Sát Phàm nói ờ anh con đi vượt biên rồi, con đi không? Nó nói má cho con đi, con đi. Thì từ đó thì mới đi xuống thiền. Nhưng mà cái đó đâu phải là ngẫu nhiên đâu, lỡ như cái buổi chiều đó mà sư phụ đi cái đường khác bên Hồng Hè, hay là hoặc là sư phụ không có nghe cái đúng cái khúc mà má sư phụ ngồi nằm võng mà khóc, hụ, tại ông anh nó mới đi chừng mấy tiếng à, thì bà còn khóc. Thì cái sư phụ đi ngang cái võng mới nói ủa sao má tự nhiên khóc vậy? Thì bà mới ngồi bà kể, chứ bà mà hút cái khóc á, sư phụ cũng không có ngồi đây nữa. Rồi bà có, mà sư phụ có đi trước hơn cái đó một chút, cũng không có ngồi đây nữa. Thì ngay lúc bà khóc, tại vì trong nhà đó chỉ có hai người đàn ông duy nhất, đó là anh lớn sư phụ, đi tới sư phụ thôi à. Bây giờ hai người đàn ông đi rồi, toàn làm sao ai mà giúp gia đình? Thì ở nhà nhất định là không cho sư phụ đi vượt biên mà. Thì ngay lúc đó không biết ai khiến mà hỏi câu đó. Đó chắc cũng mẹ khiến. Thì sau này mẹ mới nói, con á, mà ta mà không cho con đi ra khỏi nước Việt á, con sau này cũng lớn lên trong một cái xã hội đó, cũng là một người rất là lỗi lạc, gọi là tướng hay đại tướng, nhưng mà rồi con cũng sẽ như họ. Tại vì con sống chung với cá mập không, con cũng phải thành cá mập bự đó con mới sống nổi. thà đi ra hải ngoại mình làm cá lê the quá không, mình hiền như thế, cá khoi quá không, cá rồng à, làm cá rồng đỏ. Thì lúc mà mẹ nói là con là thiên tử, con có sứ mệnh, con sau này sẽ giúp nước Việt, lúc thời đó mẹ cho con đi xuống thuyền vượt biên để mà giữ cái xác phàm của con, rồi sau này mấy chục năm sau con lớn lên đúng ngày đúng giờ con lập đạo rồi con đi về nước Việt. Trời, mẹ kể sư phụ nghe rồi giống như là phim vậy đó, ly kỳ quá. Sư phụ đâu có tính, kỹ sư ở Mỹ lớn lên mà sư phụ nói tiếng Mỹ như gió, học high school ở đây, sư phụ ở Mỹ học lớp 8 nghe, rồi học hết trung học, hết đại học, sư phụ không có giống người gì hết, chơi bạn nói tiếng Mỹ không, sức mấy tính y như mấy kiến cận vậy đó, giờ cận thiệt. Nhưng mà thời đó thôi, thì sau này Đức Thầy cũng tới nói, cái chị cũng tới nói, rồi ông trời ngài trận đạo mấy nhiều gì nói hoài cũng không tin. Người Đức Thầy cũng về khuyên nói là con là nhịn vậy, đến khi mà sư phụ giàu lên rồi muốn đi tu thì mấy vị không cho đi tu,
chưa có trả cái nghiệp cho nước Việt xong làm sao đi tu. Người cái bị bệnh, không tin mình là người như vậy, bị bệnh. Thì đến hết bệnh rồi bắt đầu mới tin. Cái mấy gì mới kể à, kể một đống câu chuyện mà trên đời này chứ mình thì hữu biết. Có phải ngày đó không là bị cái đó không? Con chết bao nhiêu lần này đúng không? Rồi lúc đó làm gì? Mấy gì coi cuộc đời thì hữu y như là cuốn phim review lại phải không? Cắt ngay khúc này một cái, pho lại. Phải như vậy không? Đúng. Ăn dây không? Đúng. Rồi cuối cùng thì hữu mới tin. Thì nó mới có ngày hôm nay. Cho nên bây giờ người ta không tin mình, đó là chuyện bình thường thôi. Cả bản thân thụ ngày xưa cũng không tin. Đó là mình nói về mấy 20 năm trước. Chưa nói mấy bác ô từ năm 79 đã lặn hợp đi tìm sư phụ. Mà tới ngày hôm nay mấy ổng mới tìm được. Chân mệnh một thiên tử không phải bình thường. Và chân mệnh thiên tử không có thể nói trên ngoài công chúng tôi là con trời được. Đến lúc nào nói thì phải nói để cho người ta hiểu. Nhưng mà lúc nào giấu thì phải giấu. Cả bản thân mình không biết. Đến lúc mà Hòa Thượng Thắng Quang á, làm cái buổi lễ có video á, bắt đầu á, giống như mở cái password ra. Thì lúc đó sư phụ nó có 7 dòng hào quang lên. Thì lúc đó sư phụ mới thành cả người khác. Thì lúc đó đó, hiện giờ mình ngồi đây thì trên trời nó giống như có connection wifi gì đó. Chiếu xuống còn nãy đang ngồi đây trước mặt như đây mấy chục người ở đây phải không? Thì nói gì trên nghe. Còn hồi xưa cứ siêu lại, cứ cho là người bình dân, không ai biết ai hết, ma quỷ cũng không biết. Ma quỷ nó biết nó giết hộ từ nhỏ làm sao. Trong tâm linh nó có cái đó, mấy vị nói mà. Đến ngày đến giờ mới mở cái password ra, cái bật mã mà. Thì từ đó nó mới lên tới 36 tầng trời, hội đồng chư Phật, Thiên Long Bát Bộ, rồi mấy vị thần, thì mấy ông rồng bắt đầu xuất hiện. Chủ rất là nhiều ông rồng xung quanh xuất hiện. Rồi những gì có sứ mệnh, những gì rồng không có sứ mệnh cũng bao phủ xung quanh nữa. Chỉ có thiên tử mới có rồng hộ mệnh, người phàm không ai có. Tới ngày hôm nay mấy con cũng đã chứng minh, chứng kiến thấy. Và hôm nay cũng không có ngại gì mà không nói. Tại không nói cũng không còn cơ hội cho những người vô minh. Mà họ đã vô minh thì hôm nay á, cả 280 cái clip ha. Chứ không phải cho phụ ham gì hay là ngã mạng mà xưng hô ha. Nội trong nội bộ mình thôi á, gần cho phụ á. Mà cũng không tin nữa, thì không chỉ xa. Cho nên phụ thường nói với mấy đệ tử á, phải thương những người chửi mình. Là gì? Cả những anh chị em mình cũng không hiểu mình thì làm sao người xa người ta hiểu mình. Phải tha thứ hết. Những cái luật cái thiên tâm chúng ta là quá 3 ngày là quên. Thôi quên á. Bữa nay vô là vui. Bữa nay nói chuyện vui là không nói chuyện gì hết. Thôi đi một vòng từ biển Thái Bình Dương, là ở Nam Cali là Huntington Beach, qua tới Florida, qua tới Dục bên đó. Lý do là vì từng rồi lễ mấy đứa nhỏ ở nhà nó nghĩ lễ Easter. Easter là Chúa tái sanh từ phương Đông, thì mình phải đi từ Đông sang Tây. Thì sư phụ không đi thì mốt đâu có cơ hội đâu đi. Giờ còn cái trứng rồng á, nó chưa có nở, muốn lăn đầu lăn đó ai biết mình lại đâu. Trứng rồng hay trứng vịt, trứng gì không biết, mình cứ lăn đã, lăn từ bên Tây nước Mỹ qua bên Đông nước Mỹ thì cũng là của trứng rồng như trái banh vậy đó. Đệ tử muốn đá ở đây thì đá, người này đá ở đây đá, cứ đá thì thoải mái này các con. Hồ chấp nhận. Khi mà hạ phàm mang theo một sứ mệnh trọng trách trong lưng, vụ ngồi họp với mấy vị hàng tuần ở trên trời, cái số lượng mà tiên chúng với chư Phật á, đông hơn tất cả những nguyên thủ quốc gia thế giới này gấp vạn lần. Phật á, triệu Phật á, cả triệu tỷ tỷ Bồ Tát, cả tỷ tỷ chư thiên, chứ không phải như ở Tawai Heo có 200 mấy chục ông, 300 không có, đông. Mà cả triệu gì bộ Phật, Phật của tất cả trong cái vũ trụ họp lại. Cha là cao nhất của tất cả gì đó, rồi dưới Phật có Bồ Tát đủ hết.
chọn ra một người như sư phụ để xuống trần chứ là một cái điều rất là hãnh diện cho cái nhân loại này. Tại vì ngoài kia nó có tam thiên đệ thiên thế giới, cha hội đồng chư Phật không gửi đi mà gửi ngay xuống đây. Cái quả đất chúng ta cũng giống như một cục đá trong một đống đá đó, mà còn gửi ngay chốc vô nước Việt nữa. Vậy mà nước Việt lại không trân trọng. Thì giờ mình cũng hiểu là gì, nếu mà gửi cho một cái nơi trân trọng thì nó đâu có còn gọi là working hard không. Thế nhưng mình tập thể dục thì mình phải treadmill, mình lên núi, mình phải đi chịu khổ gì đó. Nước Việt là ngũ thú đồng cơ địa, ma quỷ nhiều, 50-60% là ma quỷ. Cho nên nó chống chọi lại với thiên địch. Con, bà con, anh em, bạn gì ruột, chú ruột của mình nó mượn tiền, nó bảo rảnh không vợ trả. Rồi con cũng có thể giết cha là vì kiếp trước nợ nần với nhau. Nước Việt là một cái nước thật sự là hỗn độn, nhờ một cái nước vô văn hóa. Lúc mà sư phụ hạ phàm là cả nước Việt ai cũng phải khấn xin cha, thì cha mới cho xuống. Lúc đó miền Bắc B-52 cũng bỏ bom, miền Trung đại lộ kinh hoàng, miền Nam Đàm Già Cán Gáo để mà bỏ bom khắp nước Việt. Không có ngày nào mà lúc đó gần như 70-80 triệu dân cả Nam lẫn Bắc mà không khấn. Trời ơi, tại thấy máy bay bay trên trời là trời ơi đúng không? Còn thấy Việt Cộng tới thì ở miền Nam gọi trời ơi, còn bên ở ngoài Bắc thì thấy mấy ông lính Mỹ với quốc gia tới thì cũng là trời ơi. Ai cũng nói trời ơi cứu con, trời ơi cứu con. Thì sư phụ mới hạ phàm vào khoảng thời gian đó, năm 1965. Nếu mà xuống sớm cũng không được, mà xuống trễ cũng không được. Khi chúng sanh cần Phật thì Phật sẽ có. Chúng sanh cần sư phụ, sư phụ xuất hiện. Chúng sanh không cần thì sư phụ cũng ở trễn. Tại ở trên thiên đàng có muôn trùng chuyện sư phụ để làm. Hồi tuần rồi, ngày lễ kỷ niệm 8 năm, ngày 19 tháng 2, ngày vía Quan Thế Âm, ngày lập đạo. Cha về cha nói, con xong, con lập đạo xong ở dưới này, con là Di Lạc số 2. Sau này, con sẽ đi những cái thành tinh khác, xa xôi nữa. Những chúng sanh đó cũng cần con. Con sẽ không có về quả địa cầu này nữa. Cho nên hôm nay tất cả các đệ tử nào mà thương sư phụ thì phải lập nguyện sẽ theo sư phụ đi những hành tinh kia nữa. Như chúng ta là một đoàn phim vậy đó. Thế họ không có về đây. Tại vì nó này hết chuyện làm. Sau khi hiện bữa nay nè, Mỹ, Nam Hàn, Nhật kéo tàu ra ầm ầm hiện giờ nè, ở chỗ Bắc Hàn sắp sửa đánh đó. Thế phụ nói này lâu rồi mà, bữa nay tới. Người bên Iran cũng sắp sửa đánh. Rồi cả thế giới này không có chỗ nào yên hết. Sau khi năm cái ác mà sư phụ thường nói là độc tài, cộng sản là búa liềm, nó có bốn nước là cộng sản: Việt Nam, Tàu, Cuba, Bắc Hàn, rồi tài phiện giàu có, rồi trùm khăn khủng bố, tức là tất cả những cái ác thế gian này đều chìm như thầy thế nứt. Thì là sư phụ đã tội nguyện cái lời thề khi quá địa cầu không còn sự bất công thì nói chuyện này sẽ thành Phật. Thưa sẽ thành Phật, thật sự thưa đã là Phật rồi. Thầy phụ xuống quả đi cầu rất nhiều lần, nhưng mà giờ phải đóng vai mặc áo vàng thì nó thêm 2.001.000 người mặc áo vàng, nó hơi dư. Còn á, mà nói kinh Phật mà lưu lót như mấy thầy á thì đã có 2.000.000 ông nói rồi, dư rồi. Phải lựa một người nói năng lạ kỳ này nè, nửa tăng nửa tục nói năng lạ kỳ, vậy mà độ được chúng sanh mới là ngộ. Thì ở trên cho đóng một cái vai này mặc áo đen chứ không cho mặc áo vàng. Thư Bối Đồ có nói lúc mà Lưu Bá Ôn nói chuyện với Chu Nguyên Chương, người sáng lập cái nhà Minh, sau này Di Lặc hạ phàm ở nơi đâu, người như thế nào? Lúc đó Lưu Bá Ôn trả lời: đây là cơ trời cao, thì ông vua ổng ban là không có bị phạm lỗi. Thì Lưu Ông mới trả lời: sau này Di Lặc hạ phàm không ở trong tu viện,
cũng không phải sanh ra làm thái tử, cũng là một người bình dân, con nhà thợ mộc. Không có trong tu viện, có nghĩa là trong ngũ đại truyền thừa, cũng không phải sanh ra người tu của bên Công giáo, hay là người tu của Hồi giáo, hay là người tu của Phật giáo, hay của Khổng giáo. Tức là không có nằm ở trong cái trường học nào gọi là tu học hết. Mà cũng không phải là làm thái tử nữa, cũng không phải là con của những nhà giàu có. Ba của giáo phàm làm nghề thợ mộc, ba của hộ của kể. Rồi đem vàng rải nam, rải bắc. Chữ vàng rải á, thì tánh phụ rộng rãi đứa nào cũng biết rồi. Nhưng mà cái câu này mà Lũ Bồ ông nói á, nó có hai nghĩa. Lúc đó ông nói á, là lời của sư phụ á, sẽ loan khắp cả miền Nam, miền Bắc nước Việt, và khắp cả quả địa cầu trong tương lai. Cũng giống như bữa sư phụ nói chuyện với ngài Lý Trung Quỳ Bắc Tiên á, cái sư phụ nói ôi sư phụ nhiều phim trên thế giới này à, tại vì Bắc Tiên có nhiều phim trên thế giới lắm. Cái lúc đó ngài hiện trước mặt sư phụ, cái ngài mới nói ô sau này thái tử hả, người ta làm nhiều phim hơn tôi nhiều. Có con luôn đó. Những nước ngày hôm nay gần sư phụ à, người ta làm nhiều phim hơn thì lưu danh truyền kỳ mà. Rồi chưa chú su cũng có nói, khi ta trở lại các người không bao giờ nhận ra ta mà. Mà ta sẽ ra đời ở phương Đông, cho nên nó có lễ Easter đó. Mà thật sự bây giờ họ cũng chưa nhận ra. Bữa mấy gì có nói, sư phụ có hỏi chừng nào họ mới nhận ra. Ồ, sẽ nhận ra khi ngài đi rồi. Nhưng mà trong ông trong bài Đức Sinh hay là của những nhà tiên tri của Mỹ á, có nói sau này ở phương Đông có một là có thiên tâm mình, có sư phụ nè, sẽ là thống trị thế giới. Trên kinh tiên tri của Mỹ có đó. Những người mà nghiên cứu về kinh điển họ đều biết. Từ từ họ so lại đó, họ kết luận. Vào thời mạt pháp hiện tại, chúng ta chỉ cần đọc kinh Địa Mẫu, kinh của Thiên Tâm. Chúng ta chỉ cần ngồi thiền kiểu sư phụ, bắt ấn tam muội, ngồi thẳng lưng lên, 5 giờ sáng. Ngày nào sư phụ cũng ngồi đúng 5 giờ sáng. 15 phút đầu, nếu mà mấy con có giờ á, mấy con làm. Tức là mình lấy hết mấy trường trong người mình ra, mình chưởng ra 3 lần. Hút mạnh lên. Tức là mình cho hết mấy cái hơi dơ trong người ra, mình chưởng ra. Thí dụ mình bị trượt, bị bùa, bị ngải, ở nhà mình cũng vậy. Mấy con chỉ cần ngồi cũng được, chưởng ra thì mấy cái chưởng nó sẽ ra, cái này ra. Mấy con không thấy nhưng mà nó sẽ ra, trượt những cái âm khí ra, phải không? Còn hoặc là khi mà mấy con đứng vậy nè, chưởng ra thì những cái âm khí nó cũng ra. Mấy người bị trúng bùa thì nó cũng tự giải bằng cách đó. Nhưng mà nay mỗi ngày sư phụ đã dạy cái ngồi thiền trước 5 giờ sáng á, muốn cái tâm mà thông với sư phụ á, thì lúc đó cái chân linh của sư phụ nó bay khắp tùm lum hết. Đến nào tu giỏi thì sẽ gặp sư phụ trong cái thiền định. Thì làm gì 3 lần không? Rồi sau đó đó, dùng mắt cái tâm tinh mình nè, nhìn xuống lỗ mũi, tại mình sẽ mở nhãn á, thì mình tận dụng cái này thì để cho nó nhột nhột chỗ này để nó mở nhãn. Thì dùng cái này nhìn lỗ mũi, nhìn cái miệng, cái chân linh mình nó sẽ xuất cái hồn ra bằng từ cái lỗ rút, chứ không phải nó xuất hồn từ đầu nghe, nên nhớ. Thì lúc nào cũng nghĩ đang điền á, thì cứ nhìn như vậy. Nếu mình không có cái động tác đó đó, mình sẽ bị ngủ gục, và mình sẽ suy nghĩ tới biêu bọt, và có những chuyện mà rất là quan trọng mình ngồi mình dựng đứng lại, mình ngồi không được.
Mình mà ngồi thiền á, mình thấy vui, mình thấy khỏe thì là đúng. Mà mình vừa ngồi xuống cái mình nhớ chuyện buồn, chuyện sốc, chuyện bực gì đó mà mình nhảy đựng lên thì cũng phải gán nhẫn nại. Nó sẽ qua cái giai đoạn đó. Con ngồi á sư phụ, cái tự nhiên mình nói mình buông bỏ hết. Cái tự nhiên nó đâu có lòi ra cả con và con người đó. Rồi để hồn nó hết, để mất ý thôi. Xong cái đó thì lúc 5 giờ sáng đó thì mình lại quán tưởng 15 phút đầu nghe. Nhớ rõ clip này, 15 phút đầu. Thì mình nhớ hồi chiều hôm qua cũng bắt đầu từ 5 giờ sáng mình cũng ngồi thiền. Tới 7 giờ sáng mình thức dậy làm gì? Mình chà răng, khám rửa, thay đồ, rồi ra làm cơm, làm đồ ăn sáng cho con, cho chồng. Cũng đúng hết. Rồi xong cái mình bắt đầu đi mặc đồ, xách bóp, đi làm. Mình xách bóp đi làm, trước khi xách bóp đi làm, mình vô mình đốt nhang trong bàn thờ. Mỗi ngày mấy con ra khỏi nhà phải đốt nhang bàn thờ. Mình vô đốt nhang bàn thờ cha mẹ với Phật. Trên bàn thờ có mấy cái ly, có cái nước. Mấy con khấn, lấy tay bỏ vô cái ly, búng cho mặt mấy cái. Thì nước đó đã là quá phép rồi, để cho một ngày mới của mình. Rồi bắt đầu chồng con mình ăn sáng, mình xuống xe, mình lái đi làm. Rồi mình đi dọc đường gặp mấy bản stock, vân vân và vân vân. Cầm theo gói xôi ăn gì trên xe, uống cà phê gì đó. Rồi sau đó tới 9 giờ mình làm gì? Mình gặp sếp mình, sếp mình nói gì? Tức là mình nhớ từng chi tiết của cái ngày hôm qua. Nhớ dài dài cho tới 9-10 giờ. Nhớ đến khi mà nó đi một cái circle lại cho tới lúc mình đang ngồi thiền của 24 cái ngày hôm sau là cũng đúng 5 giờ, đúng không? Nhưng mà thường thường á, thời gian đầu thì mấy con sẽ đi đúng một cái circle mỗi tiếng đồng hồ. Thì trong đó dĩ nhiên là con biết cái gì mình làm đúng, mình sai, mình vô hãng, mình khẩu nghiệp, mình chửi lộn, mình ăn gian giờ, mình bấm thẻ, mình chạy lăng tăng, mình biết hết thì mình sửa lỗi. Mình vừa sửa lỗi mà mình vừa tập cho cái trí nhớ mình nó nhớ dài. Và đồng thời mình tập một con người gọi là thánh thiện. Chứ còn mình không có bỏ phí một cái khoảng thời gian một phút nào trong cuộc đời nha. Thì cách thụ chị. Nhưng mà thường thường mấy đứa mà ngồi thiền giỏi sau 3 tháng làm y như thụ dạy á, thì chỉ cần 5-7 phút thôi là nó vô định rồi. Nó vô gọi là chỉ. Chỉ có nghe là muốn nhớ nữa, nhớ không được thì cũng tốt, cái đó là lên lớp. Ok, nhớ được 2 tiếng, còn nhiều xùn nó đi. Thì lúc đó mấy con chỉ cần theo dõi hơi thở. Thì khi mà theo kiểu Phật đó, là 14 quán niệm hơi thở đó, hít vô, cái mình tưởng tượng khói đầy cái bụng. Tại lúc đó mình nhìn bằng tâm tàng đó, nó cũng hơi khó đúng không? Tại vì bắt đầu nó vô chỉ, lúc đầu là thiền quán, sau là thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là nó sắp sửa nửa định định rồi đó. Thì mình bắt đầu chỉ có hơi thở là dễ nhất. Nó keep consistent để sao cho mình đừng có ngủ gục thôi. Hít vô, trộn khối nó bài, giống như mấy thằng hút thuốc vậy đó. Vô bụng no không? Không được. Thả ra nhẹ nhẹ, nhưng lúc nào tay cũng bắt ấn, lúc nào cái lưng cũng thẳng để cho mấy cái lưng xa nó thẳng. Tại lưng xa nó thẳng thì cái electron á, cái điện từ á, bắt đầu nó quay rồi đó. Nó quay trong người mình trong vụ nè. Và đồng thời khi nó quay vậy nó tẩy những cái dơ, cái trượt ra nữa. Mấy cái unhappy á, không có vui sướng á, bị buồn não rồi đó, ra. Buồn nè, bệnh nè, depression đều là một cái loại khói đen. Thì lúc mình ngồi thiền á là cái điện á nó quay nó tẩy cái đó ra. Rồi đó bắt đầu hít cho khói. Cứ thế mà làm. Rồi bắt đầu đọc chừng 3 hay 5 lần thôi, 7 lần càng tốt. Án là ngay đỉnh đầu, bằng tiếng Việt nghe, không có tu rê ta rê gì chứ. Tiếng Việt không bắt chước Tây Tạng, thu dạy là tiếng Việt. Là vì tiếng nào mấy vị cũng là giống nhau, ở trên trời có một thứ tiếng thôi. Mình đừng có nghĩ mình học tiếng người ta là mình tu giỏi. Cái đó là cái nghẽ mà họ không hay á. Họ muốn show up với người bạn đạo, thu biết cả hai thứ đó. Tiếng Phạn, tiếng gì thu biết hết. Nhưng mà thu dạy về tiếng Việt thôi. Để chi? Để người kế bên người ta nghe, người ta hiểu, người ta bắt chước.
Phật trời tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn gì mà không biết tiếng nào mà ông Linh. Nếu không vì chữ A Di Đà Phật gắn cái mẹ hiện về, thụ nói chuyện mẹ bằng tiếng Việt không đó. Có bao giờ thụ nói chuyện bằng tiếng Tây Tạng đâu. Nhiều lúc thụ ngồi, mười mấy năm trước mà, mẹ ơi, cho con thấy mẹ làm đi rồi con vẽ chân dung mẹ chứ con nhớ mẹ quá. Thụ nói chuyện y như là phim mà Đất Phương Nam vậy. Cái thằng đó nó nhớ mẹ nó rồi mỗi lần chặn về đó mẹ nó hiện về đó. Thì những mười mấy năm trước thụ nói chuyện với mẹ vậy á, cái mẹ cười mình được, con vẽ chân dung mẹ. Thì từ đó nó mới ra cái hai cái hình này cha mẹ. Nhân loại được cái phước là nhờ cho thụ rất là thương cha thương mẹ, mình mới có cái chân dung cha mẹ thiệt. Chứ không thôi tới ngày hôm nay đó con thờ đó, Phật mẫu mà tượng đen đen á, mắt một mí, không có, mẹ mình đẹp vậy đó. Hai mấy tuổi à, nhìn trong cái ấy. Trở lại một chuyện thiền này đi, hơn chút nói khác. Thì cứ án là ngay đến đầu. Chiếc, bữa hôm thường nó lộn clip kia, chiếc là bên trái, lệ là mắt bên phải, chủ là cái miệng. Cái miệng làm chủ, chủ đủ thứ, chủ nghiệp, chủ tội, chủ phước, chủ đức là cái miệng. Án chiếc lợi chủ lệ là cái cổ. Nghe đây, chuẩn là cái tay, cánh tay này chuẩn. Án chiếc lợi chủ lợi chuẩn đế. Xó là cái lòng bàn chân, cái nhiệt điểm lòng chân bên trái ha, chân không phải đúng như vậy. Nhưng mà khi mà cái đầu của mình á mà lô khê, tức là điều chỉnh mỗi cái chữ nó đúng ở chỗ nào á, thì mỗi một ngày mình làm như vậy thì thần thông chỗ đó nó hiện ra. Thì một cái loại thần thông của ngũ bộ chú rất là cao siêu. Lời thù nói trên này mấy con có thể đi kiểm chứng với những vị hòa thượng lớn, họ sẽ giải thích thêm. Là không, trên đời này mấy con ra đường làm ăn không ai dám nói láo, còn không ai dám ghẹt. Đi giữa rừng núi độc ban đêm cũng không có sợ bất cứ cái gì hết. Cái tâm của mình dựng lên mạnh lên, không có sợ cường quyền. Con hiểu chưa? Thì mình luyện án. Án là đỉnh đầu. Thì khi mình luyện nhiều ngày như vậy, cái này nó phát quang rồi. Nó phát quang ra một chỗ, một mắt tự nhiên sáng giống như là mắt thần vậy đó. Án chiếc lợi chủ lợi chuẩn. Chuẩn là cái miệng làm chủ, chuẩn đời. Rồi xó hà, thì xó hà là hai chân nó đá, thì là ai mà dám tấn công con được. Rất là quan trọng. Thì khi mình luyện cái đó, cái này xưa không có dạy ai, hôm nay thụ dạy trên mạng. Rồi nếu mà đứa nào mà biết bắt ấn của mẹ là ấn này, ấn chuẩn đề, thì càng tốt. Còn nếu không thì bắt ấn tam muội là dễ nhất, tam muội cũng được. Nhưng mà nếu mà bắt ấn chuẩn đề thì vậy. Thông thường là cái này là cả đống ở Việt Nam ta biết, không biết như vậy. Thì mấy con không có gì phải lo hết. Còn nếu mà cái này là tâm ấn thụ truyền cho thế giới và hậu thế, là từ thiên tử truyền ra. Ở ngoài kia nó cũng phe phái lắm, nó nói thiên Hồng Yến là đệ tử của Thiên Tấn Kiệt, thì ai dám đụng đến nó. Còn nếu Thiên Hồng Yến là đệ tử của một cái gì khác là nó có quyền á, ở bên kia nó cũng y như vậy. Tại vì đụng tới Hồng Yến là đụng tới cho phụ, đúng không? Đúng đó cha. Đó là khi mà mình ngồi mình đọc như vậy một hồi, cái mình đọc không được án chức là chưa là chuẩn đề ha nữa, thì cứ thả lỏng hết, mình đọc 7 lần là đủ rồi. Tâm nó không có loạn, mình thả, mình chỉ theo dõi hơi thở thôi, nhưng lúc nào cũng để đứng lưng. Thì đứa nào mà ngồi hơn được tiếng thì giỏi, thường thụ ngồi 3 tiếng luôn. Nhưng mà bây giờ thụ chỉ để trên 5 giờ tới 6 giờ thôi.
Tại vì thường thì hồi đúng 5 giờ hồi thức. Rồi hồi trà răng rửa mặt xong chải tóc rồi ha. Rồi vô ngồi thiền. Thì đúng tiếng hồ. Rồi xong lúc đó đến nào không có đi làm thì nằm lại một chút 15-20 phút. Cho nó bớt mệt á. Mỏi má á. Rồi xong mặc đồ đi làm luôn. Cái hôm là tiện nhất. Nhưng mà mấy con làm như vậy á, control được cái giấc ngủ mình. Thường thường cả 10 giờ 10 rưỡi rồi phụ ngủ. Muốn thức thêm cũng không được. Tự nhiên tới đó mắt miếu hết là 10 giờ lại đi. Ê bề đề.